Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay mình có đến nhà vườn của anh Hùng Cường nha. Quay trở lại với một số phôi combo giá rẻ cho quý cô chú anh chị em mình về làm nguyên liệu, mình ghép những cái mẫu cây như thế này nha quý cô chú anh chị em. Rồi, chào anh Cường. Dạ, chào anh Thái. Dạ, chào cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay em có về một số phôi mini với loại chung nha cô chú anh chị. Dạ, để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 gồm combo 10 phôi. Để em đo hoành. Hoành đây là 9 10 nha cô chú anh chị. Chiều cao dao động là 40 45 50, hoành là 9 10, combo số 1 10 phôi. Mã số 1 10 phôi 290k bao ship ạ. Rồi, đục mã số 2 vẫn là 10 phôi ạ. Đồng trạng với anh chị em. Hoành 9 10. Chiều cao trung bình 40 45 50. 290k bao ship ạ. Rồi, mã số 3. Vẫn là 10 phôi nha cô chú anh chị, 290k bao ship luôn ạ. Rồi, mã số 4. 10 phôi. Hoành 90 cao 45 50, 40 45 50. Mã số 4, 10 phôi 290k bao ship ạ. Rồi, tiếp tục mã số 5 ạ. Vẫn là 10 phôi nha cô chú anh chị. K bao ship ạ. Đồng giá với anh chị em. Rồi, mã số 6. Hoành 90 nha cô chú anh chị. K bao ship ạ. Rồi, mã số 7 gồm 8 phôi nha cô chú anh chị. Hoành đo đây được là 10 11 nha cô chú anh chị. Chiều cao cũng 40 45 50 nha cô chú anh chị. Mã số 7, 8 phôi 290k bao ship ạ. 8 phôi ạ. Rồi, mã số 8 vẫn là 8 phôi ạ. Hoành 10 11. Chiều cao 40 45 50 ạ. 8 phôi 290k bao ship ạ. Rồi, mã số 9 luôn. K bao ship luôn ạ. Rồi, mã số 10, 8 phôi. K bao ship ạ. Rồi, mã số 11. 8 phôi 290k bao phí ship quý anh chị em. Lô này đế rất là sạch ha. Mã số 12 ạ. À. 8 phôi ạ. À. Hoành dao động từ 11 12. 290k mà ship ạ. À. Combo số 13 ạ. À. Chiều cao trung bình 40 45 50 nha cô chú anh chị. K bao ship ạ. À. Tiếp tục mã số 14 ạ. À. 8 phôi nha cô chú anh chị. 290k bao ship. Mã số 15 ạ. 290k bao ship ạ.
mã số 16 ạ. Vẫn là combo 8 phôi đồng giá 290k quý anh chị em. Rồi tiếp tục mã số 17 nha. 8 phôi nha cô chú anh chị. Hai trăm chín mươi k bao ship ạ. Rồi mã số 18 ạ. Ấy dạ. Mã số 18 nha cô chú anh chị. 290k bao ship ạ. Gồm 8 phôi. Rồi, mã số 19 nha cô chú anh chị. Tám phôi 290k bao ship ạ. Mã số 20 ạ. Rồi, mã số 21 ạ. 8 phôi nha cô chú anh chị. Tám phôi 290k đồng giá với cô chú anh chị em. Mã số 22 ạ. Vẫn là 290k bao ship ạ. Lô này lên combo bô nên quý cô chú anh chị em mình muốn rõ thì liên hệ trực tiếp vào số Zalo nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 23. Vẫn là 8 phôi 290k. Giá rất là rẻ quý cô chú anh chị. 2 4 6. Mã số 23 này 6 phôi nha cô chú anh chị. Này lớn hơn ha. Lớn hơn. Vành đo đây là 12 rưỡi, tính 12 này là 12 3. Chiều cao cũng 40 45 50 nha cô chú anh chị. Mã số 23 6 phôi 290k bao ship ạ. Mã số 24 6 phôi. Hai trăm chín mươi k bao ship ạ. Rồi mã số 25 ạ. Vẫn là 6 phôi nha quý cô chú anh chị. Lô này phôi sạch ha. Rồi mã số 26 ạ. Sáu phôi 290k bao ship ạ. Mã số 27 ạ. Hai trăm chín mươi k bao ship ạ. Rồi mã số 28 luôn ạ. Sáu phôi nha cô chú anh chị. Rồi mã số 29 vẫn là 6 phôi nha cô chú anh chị. Mã số 30 vẫn là 6 phôi nha cô chú anh chị. 290k bao ship ạ.
mã số 31 ạ. Vẫn là 6 phôi. Chiều cao 40, 45, 50 nha cô chú anh chị. Hoành thì dao động từ 12, 13. Mã số 32 ạ, 6 phôi. Bao ship ạ. Mã số 33. 6 phôi thì rất là đều anh chị em. Mã số 34, 4 phôi. Quanh đo đây được là 13, 14, 15 nha cô chú anh chị. Chiều cao cũng vậy luôn, 40, 45, 50. Mã số 34. Gồm 4 phôi, 290k ba ship luôn ạ. Mã số 35. Vẫn là 4 phôi nha cô chú anh chị. Đồng giá 290k quý anh chị em. Rồi, mã số 36 ạ. Mã 36 4 phôi 290k bao ship ạ. Dạ, mã 36 này là cũng là cuối video của em hôm nay. Em cảm ơn cô chú đã ủng hộ em những clip vừa qua cũng như clip hôm nay ạ. Dạ, mến chào cô chú ạ. Rồi thì lô này do lên combo đó quý cô chú anh chị em, mình có thể lựa chọn những combo ưng ý ha, mình về mình vô chậu, mình vô như thế này, và cái đây là những cái cây nguyên liệu để ghép nha quý cô chú anh chị. Tùy quý cô chú anh chị em mình thích loại nào thì mình ghép loại đó thôi. Pháp Thái Vi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.